là dân phố phường nó khác. Còn gái con đứa chẳng ý tứ gì cả, cỡ gì mà làm dâu nhà này được. Kìa bố, sao bố lại nói thế? Anh xem, quét sân quét sướng mà ăn mặc hở hang như thế kia, người làng đi qua đi lại người ta cứ nhìn vào nhà mình, anh không thấy sao à? Hay là mắt anh để trên mái nhà? Bố ơi, Lan Anh vừa mới về quê, lấy đâu ra quần áo quê mà mặc hả bố? Với lại quần áo như thế ở trên thành phố là bình thường mà bố. Người ta nhìn ý thì kệ người ta đi, đẹp thì người ta mới nhìn chứ bố. Thưa bác, có việc gì nữa không ạ? Không ạ, mà có việc gì tôi cũng không dám nhờ cô. Thôi, em ngồi xuống đây đi, nghỉ cho đỡ mệt đã. Bố ơi, tí nữa bọn con đi ra chợ ấy, chiều nay nhá, Lan Anh sẽ trổ tài nấu nướng cho bố xem. Tôi già rồi, có ăn uống được gì đâu. Chả mấy hơi mà nằm dưới lòng đất. Anh bày vẽ làm gì? Chiều tôi sang nhà bác cả dùng cơm. Ơ kìa bố. Anh à, hình như là bố cũng thích em. Em phải làm gì bây giờ? Thôi không sao đâu, em cứ nấu cơm đi, bố với bố ăn. Có anh đây rồi, không sao cả, nhá. Thì biết thế. Bố ơi, con đi chợ đây ạ. Ăn mặc thiếu vải thế kia mà đi ra chợ, để cho cả làng cả tổng cười vào mặt bố à? Anh chị làm ơn, nghĩ cho lão già này một tí đi. Thôi bố, bố đừng nói như thế chứ, Lan Anh lại buồn. Anh sợ người yêu anh buồn. Thế còn bố anh thì sao? Nuôi con lớn bằng ngần này, chỉ nhận được mỗi cái là bất hiếu. Trời ơi là trời, nhìn xuống mà xem, có khổ cái thân tôi không cơ chứ. Cảnh gà trống nuôi con, bây giờ nó vì gái mà bỏ bố nó đấy. Ok bố. Thôi anh đừng nói nữa, không bác giận đấy. Em ở đây khiến bác không vui rồi. Chắc là tạo nữa em về thành phố thôi. Anh ở đây với bác mấy hôm nữa rồi lên nhá. Đúng đấy, nói như thế có phải mát ruột mát gan không? Đỡ phải nói nhiều. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi mới là người sinh ra anh. Người yêu không phải là vợ, mà vợ cũng không phải là mẹ. Kìa bố. Thưa bác, cháu xin phép ạ. Thôi bố, còn xin bố đấy, bố đừng nói nữa. Anh đứng lại bố bảo. Ngày mai nhà mình có việc tiếp khách cực kỳ quan trọng đấy. Con ở nhà sửa soạn nhà cửa cho tươm tất đi. Giờ bố phải đi có việc. Cháu sang chờ với bác là vui rồi, còn quả cáp làm gì cho tốn kém ra. Tại vì là cháu thấy sản phẩm này tốt quá nên cháu nghĩ ngay đến bác. Đây là sản phẩm Vic Hair của Kohino, giúp hỗ trợ giảm gãy tóc, khô sơ rụng, sẽ rất tốt cho bác đấy ạ. Thế cơ à? Nhiều công dụng thật. Bác cảm ơn cháu nhé. Chăm sóc bác là trách nhiệm của cháu mà. Đằng nào thì cháu cũng sắp là con dâu của bác rồi. Bác phải mạnh khỏe để còn bế cháu nữa chứ. Đúng, đúng. Cháu nổi tiếng là ngoan hiền, đảm đang nhất làng mình. Bác phải bảo với thằng Tú triển khai nhanh nhanh lên chứ. Bác già rồi, chỉ mong có cháu bế bồng thôi. À, bác ơi, cháu nghe nói người yêu của anh Tú có vấn đề đấy ạ. Cô ấy thấy anh Tú giàu, làm chủ tịch mới nhảy bổ vào chứ. Loại người đấy thì thương yêu ai bao giờ đâu. À, tính cháu thật thà nên là có gì cháu nói đấy, bác đừng suy nghĩ nhiều nhá. Bác tin cháu, bác sẽ nói với thằng Tú là phải bỏ ngay. Con dâu của bác ấy, nhất định phải là cháu. Bố không cần biết, lần này á, con phải về quê cưới vợ ngay cho bố. Bố không đợi được nữa đâu.
Giờ mà anh mới biết lo cho bố anh à? Tôi đau lắm. Nhà người ta thì có con cái chăm sóc, còn nhà mình anh định để tôi sống không yên à? Thế thì tôi nói thẳng luôn nhé, cái cô lần trước ấy mà anh đưa về tôi không ưng một tí nào cả. Anh mà cứ quyết cưới nó thì tôi từ mặt anh. Ở quê cái Mận ngày nào cũng sang thăm chăm sóc bố, không có nó thì bố vào viện từ lâu rồi. Anh liệu mà về sớm sang nhà người ta cưới hỏi cái Mận về cho bố ngay. Bố làm sao mà dám dọa anh? Bố vất vả nuôi anh khôn lớn, giờ anh cho được miếng ăn là quý hóa lắm rồi. Thôi được rồi, con không cãi nhau với bố nữa đâu. Cuối năm công ty con nhiều việc lắm, bố cứ tự quyết đi nhá. Đến ngày cưới con mới về được, bố tự lo tất đi. Mai là ngày cưới rồi mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu cả. Đã bảo hôm nay về mà giờ đã quá trưa rồi. Bố, bố đừng lo lắng quá. Chắc là anh ấy tắc đường nên chưa về thôi. Mà nói thật, con cũng lo quá. Nhỡ mai anh ấy không về, con xấu hổ với cả làng mất. Thằng Tú mà không về á, bố từ mặt nó luôn. Thằng Tú nhà bố á không có cái gan đó đâu. Con đừng quá lo. Bố, bố, anh Tú về. Đâu đâu? Ôi, con trai của bố. Chân anh làm sao thế? Ừ, mà làm sao vậy con? Con bị tê lại nên chân không đi lại bình thường được nữa bố ạ. Thế anh đi gì về? Ô tô của anh đâu rồi? Mà tại sao không báo tin cho bố biết? Thôi, ta vào nhà đi, rồi từ từ nói chuyện sau. Đi con. Không lẽ số mình lại khổ thế? Tưởng kiếm được thằng chủ tịch giàu có, ai ngờ vớ ngay thằng què. Mình thật đấy. Con sao thế? Bố ạ. Con ốm à? Con... À bố ơi, con thấy anh Tú không giống què lắm bố ạ. Đúng, con nói bố mới để ý. Có điều gì đó không bình thường, không thật lắm. Hay là nó muốn thử lòng con? Có khi thế đấy bố ạ. Vậy thì con lại càng phải chăm sóc anh ấy, để anh ấy chấp nhận con. Bố phải giúp con nhá. Được, bố sẽ nói cho thằng Tú là bố chọn vợ cho nó chuẩn, không cần chỉnh. Bố ơi bố, con vừa thấy anh Tú lén lút thập thò đi đâu ấy. Bố con mình đi xem anh ấy định làm gì nhá. Được, bố con mình cùng đi. Kìa. Em đừng khóc nữa. Em khóc như vậy anh cảm thấy có lỗi hơn đấy. Anh thật lòng mà. Em muốn ở bên cạnh anh để chăm sóc cho anh. Anh đừng có bơ em như thế nữa. Đấy không phải là tránh mặt, mà là anh phải cưới vợ em, hiểu không? Thế thì anh càng không được lấy cô ấy. Nhỡ mai đến lúc
cô ấy biết anh không được như người bình thường thì cô ấy lại bỏ anh thì sao? Nhưng mà anh chấp nhận điều đấy, miễn em không phải khổ vì anh. Em đi tìm hạnh phúc mới đi. Nếu mà anh nó quyết cưới cô ấy thì em sẽ đợi anh về. Em sẽ đợi đến lúc mà cô ấy bỏ anh đi thì em sẽ về bên anh. Em sẽ chăm sóc cho anh được không? Em xin anh đấy. Nhưng mà công ty anh phá sản rồi, anh chẳng còn gì nữa đâu. Bây giờ ấy, bọn đòi nợ thuê đang tìm anh. Chúng nó có thể giết anh đấy. Thế thì bây giờ em sẽ đi làm. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp anh nhá. Nhưng mà bố anh không thích em. Thôi, anh mệt lắm rồi. Anh không muốn đôi co với em nữa đâu. Dù sao ấy, thì nhà vợ của anh có điều kiện, chắc chắn sẽ trả nợ cho anh thôi. Anh vừa nói cái gì? Bán cái nhà của tôi đi để trả nợ cho bố con ông á? Thế thì tôi sống bằng cái gì? Thật may là tôi nhìn ra bộ mặt của bố con anh sớm. Không thì đã chui đầu vào rọ rồi. À không, phải nói là hấu xí mới đúng chứ. Con nói sao cơ? Là vợ chồng phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn mới là vợ chồng chứ. Tôi và con của ông còn chưa đám cưới. Ngày mai làm lễ cưới rồi. Con nói thế là thế nào? Sao ông chậm hiểu thế? Nghĩa là tôi không chấp nhận cái đám cưới này. Con không được nói thế với người lớn, mà cũng không được làm thế. Con làm như thế, bố còn mặt mũi nào để mà nhìn bà con hàng xóm, rồi họ hàng nữa. Nghĩ sao mà tôi vác cái thân này đi trả nợ cho bố con ông? Một thằng què và một thằng già rốt nát. Bảo sao mà vợ ông bỏ đi theo giai cũng phải thôi. Cô im đi, đừng nói như thế. Anh có quyền gì mà cấm cản tôi? Cái thứ què quặt đi còn chưa xong, hai bố con anh toàn rẻ rách. Còn chưa kể, rồi vợ anh cũng giống như mẹ anh thôi, bỏ nhà đi theo giai vì cảnh nghèo hèn vô dụng của bố con anh đấy. Bố làm sao không? Con đưa bố đi viện nhá. Bố không sao, không cần phải đi viện đâu. Cái tát này là tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô. Nếu mà bác Hà có bị làm sao ấy thì tôi không tha cho cô đâu. Mày lấy tư cách gì mà tát cho con này? Chó này! Bỏ cô ấy ra! Cô cút ra khỏi đây! Bố tôi mà có mệnh hệ gì ấy thì tôi không để cho tông ti hoàng cô được yên đâu. Anh chẳng phải là anh bị què sao? Chân... Tất cả là tôi lừa cô đấy. Tôi giả vờ bị què chân để cho bố tôi thấy được bộ mặt thật của cô. Thế còn chuyện phá sản, công ty, ô tô? Tất cả đều là sự giả dối tôi lừa cô thôi. Không, ngày mai cưới rồi. Như thế này người ta nhìn thấy dị nghị, người nói bố con anh... Cô thôi đi. Cô đừng lôi cái lòng tốt bẩn thỉu của cô ra đây. Chính cô mới là người từ hôn trước đấy. Giờ khôn hồn ấy thì cô cút ra khỏi đây. À khoan đã, còn một việc cô phải làm nữa, là về nhà mang sinh lễ sang trả cho tôi. Không thì tôi sẽ gọi tất cả làng sang đòi. Lúc đấy ấy, thì không biết gia đình cô giấu mặt vào đâu đâu. Anh có phải chủ tịch không? Đến sinh lễ mà anh cũng đòi á? Cô không xứng đáng nhận những thứ đó. Tôi không còn muốn liên quan bất cứ thứ gì đến cô nữa. Bây giờ ấy, cô hãy nhớ cho kỹ vào và cút, cút ngay. Bác có làm sao không ạ? Bác không sao. Bố xin lỗi hai con. Lỗi là ở bố. Thôi không sao đâu bố ạ. Chuyện qua rồi cũng để nó qua đi. Quan trọng nhất bây giờ ấy là bố phải có sức khỏe tốt hơn. Để cưới Lan Anh cho con và cho bố một cặp cháu song sinh.